Xin chào tất cả các bạn nha. Video này giới thiệu bạn tham gia một chương trình góp từ một dự án game bóng đá có tên là Lionel Messi và Ronaldo người ta bạn. Thì để tham gia game này, quên đi phần link mô tả dưới video, mở nút mở tay ra một start chatbot nào bạn. Rồi, mình sẽ nhận được 1000 tốc cần có kêu là Ronaldo và 10 tốc cần Lionel Messi nha các bạn. Rồi bấm cho này góp. Chương trình này góp này nên vào ngày 30 tháng 5 và ngày 10 tháng 6 phân phối các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên góp nữa. Cho anh chào các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục các bạn cho anh tiếp kênh trailer nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục con follow từ Twitter và review trên Pinbot nè các bạn. Nên đây tài khoản này canh thời bị tự hạn chế thì các bạn muốn có xem hồ sơ luôn các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Không sao hết các bạn. Rồi thì các bạn việc like nè. Chứ chẳng như viết cái game các bạn. Chứ chẳng như tài quyết. Các bạn gõ vào chứ chẳng như username của nó các bạn. A còng Messi. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Sau khi các bạn tự quyết được xong thì các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Tất cả các bạn bấm vào submit detail nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm done. Rồi tiếp tục thì gửi đường link profile từ Twitter mình cho bạn thì bạn mở từ Twitter mình ra nè. Xin từ Twitter thì bạn nhấp vào ba anh cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ba anh cùng nè. Bạn chia sẻ nè. Tất cả các bạn sao chép vào khai bản giấy tạm nè các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Phong phan các bạn chép xíu nha các bạn. Rồi các bạn gọi đường link từ Twitter mình vô đây nè. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ BNB Smart Chain Pet 20 trên YouTube Codex này mà. Thì các bạn mở địa chỉ YouTube Codex này ra nè. Rồi tất cả các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain này mà sao chép này các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi bạn gọi cho bot nè. Ok, tiếp tục thì bạn gửi lại một cái link các bạn join vào kênh trailer nữa nè. Rồi, đây nguồn group partner, nguồn group mình cũng mới biết luôn các bạn join vào nữa các bạn. Chết bà limit rồi. Tất cả các bạn join vào cũng đập lên các bạn. Tiếp tục bạn gửi lại một link review like nè. Thì bạn vào Twitter mình ra nè. Các bạn lướt xuống nè. Các bạn đã chia sẻ cái bài review này nè. Chào tôi quýt bot lại các bạn. À các bạn nhấp vào bài tôi quýt các bạn, các bạn theo dõi nè. Các bạn chia sẻ lại bài này nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn trình dẫn cho tôi quýt nha các bạn. Các bạn ghi là ai drop nè. Ai drop partner. Và bạn các bạn. Sau nha các bạn ghi chữ Airdrop rạch FA nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào username đó các bạn tự quyết lên nè. Sau khi tự quyết lên xong thì các bạn bắt đập lên nè các bạn. Các bạn gửi là một link tự quyết nè. Rồi nhấp vào bao bên cùng lên nè, nhấp vào một hồ sơ lên nè. Sau nha các bạn chia sẻ cái bài Airdrop đó nè các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết nữa các bạn. Sau khi bạn sao chép liên kết xong thì bạn mới đáp lại nè. Bạn dán lên review cho đây nè. Bạn dán vào đây nè. Mình gọi là cho bot nè. Ok, tiếp tục bạn sẽ tiếp tục cập nhật tài khoản mình nha các bạn.
đây lên ghép mình coi như lên ghép chia sẻ bạn bè người thân cái gì lúc cần các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia đây rất nhận 10 ngày tốt cận Lima Messi và Ronaldo đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.